Chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Và hôm nay thì đến với bài kiện của chị Thủy ha, thì chị Thủy quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình tiếp tục cái lô mai siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn càng thông cho cô chú anh chị mình sưu tầm, mình cho tết năm 2025 luôn cô chú anh chị ha. Giá phải nói là cực kỳ hữu nghị luôn nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Rồi thì cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn chị Thủy để chị Thủy chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Em chào chị Thủy ơi. Rồi hôm nay đến với kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đều thích mai vàng nha. Hôm nay đến với kênh thì em lên với cô chú giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai tàn thông lớn nha. Đó, đầu clip hôm nay thì em vô luôn là cây siêu bông Bình Lợi mã số 11B. Đó, 11B cây quá đẹp luôn cô chú anh chị. Này tờ căn nhà ha, không gian rộng rộng nhỏ nhỏ vừa vừa để cái là ngon lành luôn. Rồi, cây đầu tiên hôm nay mã số hả? Mã số 11B. Rồi. Hoành thân tại điểm này là được 23. Rồi. Chiều cao là 116. Tán ngang là 138. Rồi. Rồi một cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3.500.000 thôi nha. Rồi 3.500.000 bao ship. 3.500.000 là em bao ship, cô chú anh chị có một cây để mà chơi tết năm 2025 quá xuất sắc luôn ạ. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo mã số 12B. Rồi. Đó, 12B. Rồi, cây cúc phượng hoàng ha. Đây là một cây cúc phượng hoàng già mùa nha cô chú anh chị. Giờ còn duy nhất có cây này em bán rẻ luôn nè cô chú anh chị em mình vào xem và ủng hộ ha. Cây già mùa gây ghép 4 năm rồi. Chọc bồi chả luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn đi chị. Hoành thân được 20. Rồi. Chiều cao là 69. Tán ngang là 97. Rồi. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 800 ngàn thôi nha. Rồi 800 mình bao ship luôn. Dạ 800 ngàn em bao phí ship á, cây này là nằm lọt lòng chậu 7 nha cô chú anh chị. Rồi, đợi cây luôn nha. Rồi. Cây mã số. Tiếp theo mã số 13B. Rồi. 13B đây là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, đến bài. Đó, cây 13B cái dáng bài nhỏ nhỏ xinh xinh dễ cưng quá ha. Rồi, cụ đế. Dáng lắc cụ đế quá đẹp luôn. Rồi, thông số luôn ha chị. Siêu bông Sài Gòn giống Phú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Hoành thân tại điểm này được 25. Cái nồi cũ nó là mình được là 39. Rồi. Chiều cao là mình được là 56. Tán ngang của nó là mình được là 81. Rồi. Rồi một cây này em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2.500.000 thôi nha. 2.500.000 bao ship luôn. Cái xôm Sài Gòn quá đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, rồi mình đợi cái luôn nha. Theo cây mã số. Tiếp theo mã số 14. Rồi. 14B. 14B này cây giống gì đây chị? 14B đây là một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông nha cô chú anh chị. Đó. Cây quá trời quá đất cái cây luôn. Ủa, cái cây này em đứng ở cả 4 mét mấy, 4-5 mét. Cái mặt bông này cô chú anh chị. Cái này nắng quá nó hơi héo rồi cô chú anh chị. Nay quay cũng hơi trưa, nắng quá. Rồi. Siêu bông Sài Gòn. Con số hả chị? Hoành thân tại đây là mình được 23.5 tính 23. Rồi. Cây này cao chắc cỡ mét 7, mét 8 vậy nha cô chú anh chị, nó cao dữ lắm cao. 2 mét đó, chứ không có mét 7 đâu. Em không có em đứng được có cái tàn dưới của nó. Rồi. Tán ngang. Tán ngang là mình được là 138. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 4 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi 4 đó, triệu. 4 triệu là mình có một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông trà bá luôn. Rồi mình bao phí ship luôn đúng không chị? Dạ đúng rồi. 4 triệu bao phí ship toàn quốc nè cô chú anh chị ha. Rồi cây. Okay. Mã số 15B. Tiếp theo mã số 15B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn tàn thông nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị. Cây này thì cô chú anh chị em nào thích nó hơi lùng lùng á thì cây này quá chuẩn luôn. Rồi. Quá trời quá đất luôn. Rồi, thông số cái này đúng hả chị? Mấy cây này nó già mùa lắm này nha cô chú anh chị. Hoành thân tại đây là mình được 23. Rồi. Trời cây lên nước ngủ quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Về về luôn. Chiều cao là mình được là 100
122. Bán ra là mình được 130. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3.200.000 thôi nha. Rồi 3.200.000 ha. Đổi cây luôn ha. Cây mã số. Tiếp theo mã số 16B. Rồi. Đây 16B đây là một cây cúc thọ hương dạ mùa cô chú anh chị. Ồ cái tàn khủng khiếp, cái tàn cúc thọ hương nha cô chú anh chị mình. Cúc thọ hương hàng ghép dạ mùa thì bông tao nói mày, tao nói chùm chùm luôn cô chú. Nói mà chùm chùm luôn, chỉ có chùm chùm thôi cô chú anh chị ha, cục cục luôn á. Cây cây đang đi phôi cây đọt lớn nữa cô chú anh cô chú chị ha. Cái này phôi lớn ha. Cái này thì có lỗi bể da đi chút xíu nhưng mà cây không ảnh hưởng ha, phát triển đi đọt phà phà, đọt đỏ dễ luôn nè cô chú anh chị này ha. Là do nắng hồi lúc mới mua phôi vậy cô chú anh chị, sơ ý nắng táp á nó bị một chút xíu này thôi ha. Hoành thân tại điểm này là được 34. 34 ha. Cô chú anh chị mình thấy cái phôi cái hoành hoành cỡ vậy ha mà cái thân lắc cỡ này cô chú anh chị ha. Nếu nó không bị lỗi cái phôi thì cô chú anh chị mình mua giá có thể hơn giá chị Thủy báo trên clip mà bán chiều cây cao tàn là thành được phẩm là vậy luôn á. 126. Rồi. Tán ngang là mình được là 125. Rồi. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú chị em gần xa mình là chỉ 3.900.000 nha. Rồi 3.900.000 ha. Ờ 3.900.000 em bao phí ship cho cô chú anh chị nha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi. Cây mã số 17B. 17B đây là một cây siêu bông mình lợi tàn thông nha cô chú anh chị. Cái tàn quá trời quá. Mấy cái hạng này là vừa vừa đơm nụ kim. Rồi, thông số luôn hả chị? Cây này già dữ lắm, già của chúng chị ha. Hoành tại điểm này là được 28. Rồi. Chiều cao là 120. Tán ngang là 115. Rồi. Rồi, rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 3.700.000 thôi nha. Rồi 3.700.000 cho cây xuông mình lại này ha. Rồi. Rồi đổi cây luôn nha. Mã số 18B. Tiếp theo mã số 18B. 18B đây là một cây xuông bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi giống của chú Sáp Bình Dương đó cô chú anh chị ha. Nó cây quá tơi đẹp luôn. Ồ cái bông có mấy cái bông nói chung to là lắm, nó có mặt bông luôn, nó tổ chùm 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 luôn, mấy cây già mùa bông tổ đẹp ghê luôn cô chú nắng chị. Quá nắng quay hôm nay 11 giờ trưa nắng quá nó héo rồi cô chú anh chị, với bông to lắm nha. Với giờ nó đang đi cây đọt nè, cây này đang đi cây đọt này là nó là ngưng lại là mình làm bông là quá chuẩn luôn. Hoành thân được 25. Thấp thân cực kỳ thấp ha. Cây này chắc lên khá là đều rồi cô chú anh chị. Cây này chắc cỡ mét mét 7. Mét 6, mét 7 gì quá, em đo không tới, em cho mét 6 đi cho dễ nha cô rồi, chú anh chị. Chiều heo cô chú anh chị, chứ cho cao dư nha. Dư á. Nó tán ngang là 1m30. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 4 triệu thôi nha. Rồi, 4 triệu bao ship nha. 4 triệu bao ship mà cô chú anh chị em thấy bông à, 11 giờ trưa mà bông to đùng luôn, quá đẹp luôn. Rồi, đỡ cây ha. Rồi. Theo cây mã số 19B. Tiếp theo mã số 19B đây là cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Nó cúc thọ hương già mùa. Thân lắc củ đế nhìn thấy ghiền luôn cô chú anh chị ha. Cái tàn nữa nè. Cúc thọ hương nha cô chú anh chị ha. Hàng già mùa ha. Thân cái đường lắc của nó rất rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Mà bị một cái lỗi có chút xíu ha cô chú anh chị ha. Nó bị trái trái da. Nắng táp cái trái da ha. Trái mà nó kéo rồi cô chú anh chị. Nên là giờ em để chỉ có bằng ngón tay em thôi thôi nè. Rồi. Bằng ngón tay đây cũng vậy, cái lần này cũng vậy, cũng bằng cái ngón tay em ha. Rồi thông số luôn hả chị, cái đường lắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Trời, nó nằm quá khéo luôn mà nắng táp cái dở. Hoành thân được 25. Rồi cái nồi đế nó nè, cái nồi củ đế đặc của nó là mình được là 90. Chiều cao là 116. Tán ngang là mình được là 112. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ là 3 triệu thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Cây mã số. Mã số 20B. 20B nha cô chú anh chị. Rồi. À 20B là một cây nhị ngọc toàn tàn thông quá biết luôn. Tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Có mặt bông trên cây luôn cô chú anh chị ơi. Quá biết nguyên rồi. Chùm nè cô chú anh chị, nó nở chùm chùm gì không nè, nó tết nó nở chùm chùm gì nè cô chú anh chị, nó ham không, quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha.
Đó, màu kem kem ha cô chú anh chị ha, quá đã luôn. Bộ đế cây này thì cô chú anh chị em mình về làm mô ha, Con số bông gió trồng ha. một cái là quá phí 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 luôn. Rồi, thông số hả chị? Hoành thân được 22, Rồi. chiều cao cây này chắc cỡ 2 mét đó nha cô chú anh chị, Cái này to lắm, cao lắm. quá trời, em không có đường nào để Tàn thông cao luôn cô chú anh chị ha. Rồi, tán ngang đi. tán ngang là 1m35. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây chị? Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi, 5 triệu Rồi, bao phí 5 vận chuyển. triệu là em bao phí ship cho cô chú anh chị em gần xa mình một cây dị ngọc còn già mùa ha. Rồi, 5 triệu bao Quá phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi, cái này cuối clip luôn cho chị. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em nha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho em ha. Em rất là cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị mình nha. Rồi, muốn thay mặt cho kênh cũng như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Thủy trong những clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình xem được cây nào thấy giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho dùng của chị Thủy nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.